Thưa quý vị và các bạn, qua 3 năm thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 CTTU về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thiệu Hóa đã đạt được những thành tựu quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực. Phong trào học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã tạo chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, trở thành đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, có sức lan tỏa mạnh mẽ và phát huy hiệu quả tích cực trong cuộc sống. Một trong những kết quả nổi bật của phong trào học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ở huyện Thiệu Hóa là sự xuất hiện của những điển hình tiên tiến. Việc phát hiện, biểu dương và học tập những tấm gương điển hình ở cơ sở được đông đảo quần chúng nhân dân quan tâm, hưởng ứng. Nhiều cán bộ lãnh đạo các cấp đã gương mẫu trong học tập và hành động để cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân noi theo. Bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Xuân Dũng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa là một trong những tấm gương điển hình về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở địa phương. Với vai trò là Phó Giám đốc, Tổ trưởng Tổ cải tiến chất lượng bệnh viện, ông đã cùng Tổ lập kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế trong các mặt hoạt động, trình Ban Giám đốc phê duyệt thực hiện. Kết quả tự đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2022 theo tiêu chí của Bộ Y tế, Bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa đã vươn lên xếp thứ 10 toàn tỉnh. Bằng những việc làm cụ thể, bác sĩ Lê Xuân Dũng đã góp phần tích cực nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của đơn vị. Ông đã chỉ đạo và tham gia ứng dụng công nghệ vào các hoạt động khám chữa bệnh, đặc biệt là triển khai bệnh án điện tử giai đoạn đầu. Trong điều kiện nhân lực và thiết bị y tế còn thiếu, ông phải kiêm nhiệm nhiều công việc, song vẫn không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học, giảng dạy và hướng dẫn cho cán bộ y tế tuyến xã đến thực tập tại bệnh viện. Sau khi mà thực hiện cái cuộc vận động và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, mặc dù cái công việc của ngành y tế nói chung và tại đơn vị nói riêng, thì chúng tôi cũng có gặp rất nhiều cái khó khăn. Tuy nhiên chính vì được học bác cho nên là bản thân tôi cũng như là cán bộ nhân viên trong đơn vị cũng xác định cũng có cái lập trường tư tưởng rất là vững vàng, và mặc dù cái nghề nghiệp của chúng tôi có những cái áp lực và khó khăn, nhưng chúng tôi vẫn hết lòng và có trách nhiệm cao đối với người bệnh. Hàng năm thì tại đơn vị chúng tôi đã có trên 30 các cái đề tài nghiên cứu. Và các đề tài đó đã được Sở Y tế công nhận và đã ứng dụng rất tốt trong công việc, trong công tác khám chữa bệnh tại đơn vị. 3 năm qua, trên địa bàn huyện Thiệu Hóa đã có hàng trăm tấm gương điển hình tiên tiến, học tập và làm theo bác được biểu dương. Trong đó có những người luôn giản dị, chân thành trong từng suy nghĩ và hành động. Ông Trịnh Văn Tuấn, Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn Minh Đức, xã Thiệu Long là một tấm gương như thế. Ông luôn nhiệt tình hăng hái tham gia các công việc của thôn, không màng lợi ích cá nhân, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ở cơ sở. Dưới sự chỉ đạo vận động của chi bộ và ban công tác mặt trận, đứng đầu là ông Trịnh Văn Tuấn, bà con thôn Minh Đức đã cùng nhau xây dựng thành công thôn kiểu mẫu. Theo lời bác dạy, dân vận khéo, việc gì cũng thành công. Ông đã đi từng ngõ, gõ từng nhà, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, vận động bà con hiến đất mở đường, động viên con em xa quê đóng góp xây dựng cơ sở tầng, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân trong thôn, góp phần xây dựng xã Thiệu Long đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Cũng như bác nói, việc gì có lợi cho dân thì làm. Mình còn lại coi như một chút, coi như cái thời gian mà cái sức khỏe của nó còn thì phục vụ bà con nhân dân. Thì coi như anh em chúng tôi cũng đã coi như động viên bà con nhân dân huy động về cái nguồn lực rồi cái để xây dựng, và nhân dân thì có những hưởng ứng phải nói là rất cao. Bác Tuấn là bí thư chi bộ, nói thật đi thì là ủng hộ anh em, đúng là nhiệt tình mà không có cái hết khả năng, rất chi là tốt, anh em mà làm rất tốt, mà đi dân làng thì cũng làm tốt, làm bác Tuấn bác đơn yêu mô thì dân làng làm được. Để việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh có ý nghĩa thiết thực, Ban Thường vụ Huyện ủy Thiệu Hóa đã lãnh đạo các cấp ủy tổ chức đảng triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương, của tỉnh và huyện về thực hiện trách nhiệm nêu gương. Từng cán bộ đảng viên đã cam kết nêu gương trong tư tưởng đạo đức lối sống hàng ngày, đưa mọi hoạt động của tập thể cá nhân đi vào nề nếp,
trong thực hiện nhiệm vụ chính trị đã tập trung những phần việc mang lại hiệu quả cao, quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên, phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, xây dựng hình ảnh đất và người Thiệu Hóa thời kỳ mới. Trên cơ sở kế hoạch đã ban hành, các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện Thiệu Hóa đã chỉ đạo toàn thể cán bộ, hội viên, nhân dân xây dựng kế hoạch hành động, đăng ký nội dung cụ thể của việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị. Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ trở thành nền nếp, góp phần nâng cao chất lượng công tác đảng. Mỗi tổ chức cơ sở đảng, cơ quan đơn vị căn cứ đặc điểm nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình để lựa chọn xây dựng mô hình mẫu làm theo Bác. Nội dung chủ yếu là xây dựng lề lối tác phong trong công việc gần dân, trọng dân, hiểu dân, học dân, tận tụy, phục vụ nhân dân. Xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đơn vị kiểu mẫu, tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư, quản lý hành lang an toàn giao thông, chỉ đạo giải quyết ô nhiễm môi trường. Chúng tôi xác định là cái nêu gương từ trong đảng rồi đến các cái tổ chức đoàn thể chính trị và đến nhân dân. Đối với quan điểm là lãnh đạo là đảng viên phải đi trước, rồi làng nước là tuyên truyền vận động để tôi thực hiện theo mình. Trên cái cơ sở năm 2022 và năm 23, chúng tôi bám sát vào cái kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh bằng những cái việc làm cụ thể. Đấy là chúng tôi đã tập trung cho cái công tác xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Sau 3 năm thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thiệu Hóa đã đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều kết quả hết sức quan trọng, tạo ra bước chuyển biến mạnh mẽ, bứt phá, khí thế mới, sức bật mới. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt 16,72%. Có 21 thôn nông thôn mới kiểu mẫu, 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu, 4 xã nông thôn mới nâng cao. Nhiều tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc được các cấp có thẩm quyền biểu dương khen thưởng, trong đó có 2 tập thể và 3 cá nhân được đề nghị Chủ tịch Ban dân tỉnh tặng bằng khen, 23 tập thể, 42 cá nhân được Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh tặng giấy khen, 118 tập thể, 401 cá nhân được Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn, thủ trưởng các đơn vị tặng giấy khen. Những thành tích ấy là những bông hoa đẹp trong vườn hoa dâng Bác. Đến nay, huyện Thiệu Hóa đã xây dựng được 721 mô hình tiêu biểu làm theo Bác ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Các phong trào thi đua yêu nước, học tập và làm theo lời Bác có sức lan tỏa mạnh mẽ, đặc biệt là phong trào xây dựng con người, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu, phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và đô thị văn minh, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Ban tuyên giáo huyện ủy cùng các ngành chức năng đã tham mưu rất là tích cực cho Ban thường vụ huyện ủy đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, và quan trọng nhất là trước mắt là làm tốt cái công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên và tuyên truyền rộng rãi đến nhân dân. Đó là phải hiểu sâu sắc về các cái nội dung về tư tưởng, về đạo đức, về phong cách Hồ Chí Minh. Để làm tốt học tập và làm theo Bác là phải có học tập, làm theo và nêu gương. Thì hàng năm vào đầu năm thì Ban tuyên giáo tiếp tục tham mưu cho Ban thường vụ huyện ủy là chỉ đạo các tập thể lãnh đạo rồi cá nhân những người đứng đầu là viết các cái chương trình hành động, viết cam kết xây dựng chương trình hành động của tổ chức, của đơn vị, của cá nhân mình, thường xuyên quan tâm đến công tác sơ kết, tổng kết, biểu dương, nhân rộng, lan tỏa kịp thời những tấm gương của tập thể, của cá nhân về học tập và làm theo Bác, đồng thời với vấn đề thường xuyên kiểm tra, giám sát để uốn nắn kịp thời những cái sai sót và để nhân rộng các cái mô hình tiên tiến trong vấn đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Phát huy những kết quả đạt được, kiên quyết khắc phục những hạn chế tồn tại, Đảng bộ huyện Thiệu Hóa sẽ tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều giải pháp cụ thể. Từ đó, phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh, hoàn thành thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 20 và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.